Lúc đó, chiều ngày 31 tháng 10, chị n NNH, sinh năm 1993, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, được Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng thai phụ nặng 140kg, mang thai con so 33 tuần, có tiền sử đáy tháo đường tiếp 2, béo phì, tăng huyết áp khoảng 4 năm. Qua thăm khám tại bệnh viện, cho thấy thai nhi phát triển bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân là một thai phụ có nguy cơ rất cao với nhiều vấn đề, nằm một chỗ, không đi lại được, lách các vùng tỷ đề, đang điều trị insulin 140 đơn vị một ngày, thuốc huyết áp, kháng sinh và thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi. Ngày mùng 3 tháng 11, sau khi hội trần lên bệnh viện, ekip gồm bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng phối hợp với khoa phụ sản Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân có chỉ định chấm dứt sớm thai kỳ, khoa gây mê hồi sức dùng phương án gây tê tủy sống, mổ lấy thai chủ động. Ca mổ diễn ra khá khó khăn vì thai phụ nặng lên đến 140 kg, phải ghép hai bàn mổ lại, tư thế mổ không thuận lợi. Kèm theo đó, thành bụng bệnh nhân có lớp mỡ rất dày, bệnh nền nhiều, béo phì, khó vận động nên có nhiều nguy cơ sau mổ như nhiễm trùng vết mổ, huyết khối tĩnh mạch, lết do nằm lâu. Sau khi mổ, bé trai đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng khoảng 2 kg, hồng hào. Sau hơn một tuần hậu sản ổn định, bệnh nhân đã được xuất viện về với con và gia đình.